cuộc liên hoan nửa khuya sắp tàn, mà sao tình mình thêm chứa chan. Xiết tay nhau mến chào lần cuối, viết cho nhau những dòng lưu niệm của những ngày trong quân trường mình sống yêu thương qua chín tháng phong sương. Tuổi thư sinh đã qua mất rồi, giờ chỉ còn lại anh với tôi, gắn trên vai chiếc lon chuẩn uy, sáng mai đầy giá biệt kinh kỳ. Giây phút này hai đứa mình còn có đêm nay để thương nhớ tràn đầy. Đôi ta là chiến sĩ xa nhà, mang theo kỷ niệm làm quà mãi sau. Mình còn gì cho nhau nữa không bạn đợi nhẹ. Đêm khuya đã khuya rồi, ta tạm biệt nhau thôi. Dù hai ta có xa cũng gần. Hiện tại thì em đang ngồi test cho một anh khách trong Sài Gòn đang có quan tâm và mua bộ sản phẩm Pioneer VSX325 kèm với loa HM76. Thì trong cái video này nhân tiện em cũng muốn chia sẻ luôn với toàn thể các bác một chút thông tin về cái bộ sản phẩm này. Hiện tại thì số lượng của máy thì cũng không còn nhiều nữa, và đây là một trong những hệ thống mà em nghĩ rằng nó đã khuynh đảo cái dòng sản phẩm Nhật bại cũ trong cái mức giá dưới 5 triệu trong thời gian vừa qua. Rất nhiều khách hàng liên hệ tới bên em nhờ em tư vấn cho một bộ dàn dưới 5 triệu để các bác có thể chơi trong chung cư hoặc là phòng ngủ, phòng làm việc. Thì tất nhiên là một người chuyên cung cấp những sản phẩm đồ cũ tại Nhật, chắc chắn em sẽ tư vấn cho các bác những cái bộ dàn mini của Nhật. Đó là những cái hệ thống dưới 5 triệu. Thực tế thì ở Thanh Tâm rất ít hàng dưới 5 triệu, tại vì là em bán những dòng sản phẩm mini cao cấp là chủ yếu. Vậy cho nên là em đã giới thiệu cho các bác khá là nhiều cái combo này. Tuy nhiên các bác không có thực sự quyết đoán để mua cái bộ sản phẩm này, và cũng đã có đi mua ở những đơn vị khác những cái bộ dàn 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu về nó không được ưng ý. Không được ưng ý ở đây là không được ưng ý về cả hai cái yếu tố, đó là thẩm mỹ và chất âm. Sau đó các bác không trả lại được, và yêu có nhờ Thanh Tâm đó là nhập lại và em bán cho các bác bộ này. Thì bên em sẽ không có cái chính sách thế các bác nhé, em sẽ không nhập hàng, bên em không bán ra. Em đã tư vấn cho các bác bộ này, nó thực tế nó rất là sát sườn rồi với cái nhu cầu, đó là chơi nhạc từ TV là một này, điện thoại là hai này, và các bác sẽ kết nối được rất nhiều những ngõ vào kết nối khác. Tại sao lại tư vấn cho các bác bộ này? Tại vì mức giá của nó rất là rẻ các bác nhé, nó cực rẻ luôn. Chiếc ampli này, cái thời điểm nó ra mắt hàng mới như thế này thì nó cũng dao động khoảng 6 đến 8 triệu rồi. Chưa kể cặp loa nó phải 2 triệu rưỡi, 3 triệu nữa thì nó đã gần 10 triệu. Tuy nhiên bây giờ chỉ có 5 triệu là các bác đã sở hữu một bộ trong khung hình đây. Các bác về chỉ việc đầu tư thêm một cái đổi nguồn nữa là các bác kết nối được rồi. Tại vì bộ này bán ra thì em tặng cho các bác dây quang, có dây loa zin theo máy. Thì không tội gì mà các bác đi mua bộ sản phẩm cũ cả. Em đã bán cũng như lắp đặt cho rất nhiều rồi. Bộ này em lắp không chỉ là phòng ngủ các bác nhé, phòng khách chung cư, rất nhiều người chơi và rất nhiều khách hàng. Đặc biệt là đối với những anh em mà mới tìm hiểu và chơi. Tại vì mới tìm hiểu và chơi thì nó rất là nhiều cái yếu tố, khái niệm cũng như là cái mức giá. Thế cho nên là ở cái nhu cầu cơ bản nhất từ nghe từ điện thoại và máy tính sang thì bộ này vẫn là một trong những vô địch. Trong 6 năm Thanh Tâm Audio làm việc, chưa có một bộ nào 5 triệu mà nó hoàn hảo như bộ này. Hàng mới, đẹp, xuất sắc, chưa qua sử dụng. Các bác là người sử dụng đầu tiên, tất nhiên cái độ bền của nó phải khác so với sản phẩm từ Nhật rồi. Đó. Cái bộ này thì loa nó bé như thế này thôi, nhưng mà chất âm rất là hay và tốt. Và nếu mà các bác thích loa to thì các bác có thể đổi sang bộ loa khác để lấy cái loa to hơn. Tuy nhiên cái mức giá sẽ cao hơn. Và chiếc ampli trong khung hình đây là chiếc VSX325 của Pioneer, và đây là cặp loa HM76. Cả combo này Thanh Tâm Audio đang bán với mức giá là 5 triệu. Chỉ còn vài bộ nữa thôi cho các bác mua và bày biện.
Nói chung là rất là phù hợp để các bác có thể lựa chọn cho cái không gian, đặc biệt là đối với người mới đang tìm hiểu một bộ dàn cơ bản để các bác có thể kết nối. Có nghĩa là cái câu chuyện em chia sẻ là các bác đừng có đi đường vòng để mất tiền, sau đó rồi mất học phí, sau đó lại phải quay trở lại với cái sản phẩm lúc đầu mà mình đã phân vân. Tại vì là với cái ngưỡng mức giá dưới 5 triệu ấy, thì rất là khó để tìm được một bộ dàn mà đáp ứng cả hai yếu tố này, vừa đẹp và vừa hay. Tại vì là đồ Nhật, đã đồ Nhật bãi thì không thể nào có hàng đẹp được, đặc biệt là với mức giá dưới 5 triệu. Thậm chí Thanh Tâm Audio cũng không có một bộ nào, không có quá nhiều, cũng chỉ có duy nhất một bộ ở dưới 5 triệu của đồ Nhật, đó là GVCX-S1, 4 triệu rưỡi các bạn nhé. Đó, nhưng mà nó cần là bộ mini cơ, con này thì apply chung cơ các bạn nhé. Mời các bác thưởng thức lại chất âm của bộ sản phẩm này nhé. Thương bấy nhiêu
chiêm bao, mai sau cũng quên hết. Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau, em về kéo trời mưa. Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau, em về kéo.